chỉ anh chị qua bản thân mến của là mình. Tại sao mình không đi tìm những cái gì hay để mình học? Thế giới bây giờ là thế giới phẳng, lên mạng bấm www world wide web là mình có thể tìm ra đủ mọi thứ hết. Google luôn. mình phải so sánh, phải tìm ra những cái dẫn chứng nó thật. Chứ còn mà mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại chèn để coi tổ chức của tụi nó toàn là lừa đảo không à quý vị ơi. Mấy chục năm tôi sống ở hải ngoại tôi biết nó có ra hồn vía gì đâu, có đứa nào mà yêu nước thương dân đâu, toàn là lừa đảo nhau. Nó kiếm được mớ tiền là bắt đầu nó lừa nhau rồi đó. Cái đó chỉ có vậy thôi, nó đi lòng vòng lòng cái luẩn loanh quanh rồi nó lừa đảo rồi chống đối nhau rồi lên mạng đi chống cộng kiếm ăn kiếm cơm. Chứ nó chính trị thì mấy cái thành phần mà chống cộng ở ngoại tụi nó cũng chưa có đủ cái tầng lớp mà gọi là khả năng hiểu biết về vấn đề chính trị cả. Nó chỉ vơ bên này miếng rồi quẹt bên kia miếng rồi lập kênh rồi lập truyền thông ra những cái kênh YouTube của tụi nó. Các bạn thấy như tụi chưa, như thằng Trương Quốc Huy, thằng Lý Sập Phạm, rồi thằng Ben Trương Tân Thái, chèn ơi, mấy Việt Tân, rồi tất cả những tổ chức ở hải ngoại. Các quý vị tin tôi đi, quý vị lên mạng, quý vị tìm hiểu đi. Nhiều tay thì lên, nào là học giả này, học giả nọ, tự xưng không à. Tới chừng mà tìm ra cái lý lịch thì có thằng nào mà học hành ra bài bản trường lớp đâu. Nó không có, toàn là cái thứ lừa đảo không. Cho nên lên mạng này chúng ta đi tìm cái gì hay để chúng ta học. Các bạn thấy như cái cụ Phạm Tiến Khoa, như bác Quỳnh Đặng, như cái chị Lê Phương Vương Dung, những cái người mà người ta có những cái tâm tư với quê hương, những người ta có cái kinh nghiệm sống và cái sự hiểu biết rất là sâu rộng. Đó là những người lớn tuổi mà người ta luôn luôn dành những cái tình yêu, những cái tình cảm với quê hương, với dân tộc. Họ đặt chọn niềm tin nơi cái quê hương, tổ quốc, dân tộc và những người lãnh đạo. Ở cái tuổi xế chiều mà các bạn thấy những cái bài viết của cụ Phạm Tiến Pha, bác Quỳnh Đặng, như chị Lê Phương Dung, các bạn thấy người ta viết rất là đi vào lòng người. Đó là những nơi mình cần phải nghe, mình cần phải học. Tiên học lễ, hậu học văn. Cái văn hóa của người Việt của mình phải giữ lấy. Có nhiều khi tôi chia sẻ một số các bạn trẻ ở các diễn đàn khác nói rằng tôi bảo thủ là không có, là ấu chỉ, là không có tiến bộ. Mình tiến bộ, mình hòa hợp nhưng mình không nên hòa tan. Các bạn nên nhớ hòa hợp để là mình học hỏi. Mình học hỏi cái văn hóa của người ta, chứ không phải mình hòa hợp rồi mình hòa tan, rồi tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ, rồi mắt tím, mắt vàng, ôi tùm lum, mình làm riết mình chẳng giống ai hết. Mặc đồ thì nam không ra nam, mà nữ không ra nữ, mà người Việt cũng ra không ra người Việt, người Á cũng ra người Á, mà Tây cũng ra Tây. Các bạn thấy người Tàu, người Trung Quốc không, rồi người Ấn Độ, rồi người Do Thái, người Mexico, tôi nói ở trên đất Mỹ, họ giữ những bản sắc dân tộc của họ rất là hay. Hàng mấy trăm năm họ vẫn giữ được những cái tinh hoa dân tộc truyền thống của họ. Họ có những cái văn hóa họ giữ, mà những cái hệ con cháu của họ không bị mất gốc. Nó hay vô cùng. Mà còn người Việt của mình dễ bị lôi cuốn theo những cái ngoại lai, những cái mà đua đòi, nó không có phù hợp với cái văn hóa người Việt. Lấy làm tiếc. Các bạn thấy gần đây những trong nước của mình, một số các tổ chức mà truyền thông rồi trường học rồi họ hay ngoại lai, cái đó là rất là dở. Mình là người Việt, mình phải giữ cái nét văn hóa của mình. Mình vẫn đi theo cái con đường phát triển tiến tới để phát huy cái
cái khoa học công nghệ cao, nhưng mà mình không nên bỏ đi cái văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc. Đó là cái sự thiếu sót vô cùng. Tôi thấy cái Việt Nam, cái người Việt của mình đó. Tại vì tôi sống ở bên Mỹ, các bạn thấy nó là một cái hợp chủng quốc, cái dân tộc đu thứ người sắc dân hết trơn á. Mà đi đến những cái cộng đồng của những sắc dân khác, tôi thấy họ đoàn kết nhau và họ gìn giữ cái bản sắc văn hóa của họ rất là hay. Còn như người Việt của mình dễ bị lôi cuốn theo những cái dòng xoáy nó ngoại lai, nó mất đi cái hay. Mà chính từ đó mình bị các thế lực mà ngoại bang hay những thế lực bên ngoài đó nó nhồi sọ, và bắt đầu nó dùng cách nó làm cho mình bị gần gọi là mất gốc, tinh thần dân tộc của mình không còn. Nếu mà nói đến tinh thần quốc gia, những cái người mà bị như vậy đó là nó khi mà nó ảnh hưởng tới sự tồn vong của một cái dân tộc chứ không phải là giỡn. Tại vì mình dễ bị lôi kéo theo cái vấn đề mà gọi là sức ngoại, các bạn thấy. Cho nên lúc nào cũng vậy, mình là người Việt, mình cần phải giữ cái truyền thống của mình vẫn phát huy về sự tiến bộ khoa học công nghệ và đời sống, nhưng mà cái nét bản sắc văn hóa mình cần phải gìn giữ ngàn đời. Đó là cái gốc, cái rễ của con người mình. Con người ai cũng có gốc, có rễ, có cây, có cội, có nguồn, chứ không phải giống như mấy cái đám mà lưu vong phản dân tộc. Các bạn thấy cái thành phần phản dân tộc cả cuộc đời của họ, có đứa nào ra hồn vía được? Sống lưu linh lưu lịa xứ người, lên mạng thì xưng tên vỗ ngực giống như là một chính trị gia hay là một kinh tế gia gì ghê gớm lắm, nhưng mà toàn là cái thứ mà cô hồn các đảng không. Tôi nói thiệt anh chị các bạn, tôi thấy mấy cái thằng mà chống cộng ở hải ngoại, mấy thằng Trương Quốc Huy rồi mấy tụi Lý Sọc Phạm rồi mấy cái đám mà chống cộng ngoài, mỗi lần mà nó lên mạng nó xưng tên vỗ ngực. Sao giờ nó có cái thằng nữa là Sơn Ly, Sơn Lê, cái thằng mà lúc trước thì gọi là giả lính á, mượn cái núp cái bóng lính Mỹ á, giờ bớt rồi. Để đặng mà đi chống cộng kiếm cơm không à, toàn là buôn chính trị không anh chị em ơi. Cho nên lên mạng mình cần tìm hiểu, học hỏi cái gì hay. Thôi thì Lợi Minh đi dọc đường thấy có những cái hay mình chia sẻ với anh chị em bạn. Xin tạm dừng like ở đây, hẹn gặp like khác.